Vâng, em Quỳnh Ô Tô Cũ hôm nay giới thiệu cho các bác một Innova nhá. Sản xuất 2014 cực chất luôn các bác nhá. Biển Hà Nội này. Con này là một chủ sử dụng các bác nhá, không taxi dịch vụ luôn. Lốp nát thì mới cả dàn rồi. Bác chủ cũ bác vừa gọi là thay bộ lốp đi cho nó yên tâm anh em nhá. Về khoang nội thất đây. Cam đi cửa rất đẹp các bác nhá. Vô lăng này. Quá đẹp luôn rồi. Màn hình cam lùi đầy đủ cho các bác nhá. 7 chỗ rất là rộng rãi luôn. Một cái mẫu xe gọi là con này là gọi là zin nhất cả xe các bác nhá. Không một cái dịch vụ đây. Các bác xem này. Xe gia đình đi sử dụng nên là lúc nào nó cũng sẽ được đẹp hơn là xe bình thường các bác nhá. Đây. Một cái mẫu xe như thế này bây giờ chỉ có hơn 300 một chút các bác ạ. Bác nào thiện chí thì liên hệ với số điện thoại em là 0966 862 666, em Quỳnh Ô Tô Cũ Yên Bái các bác nhá. Đây. Khoang sau của em nó đây. Cái này có thể là anh em bỏ lên được nhá. Đây. Rất là rộng rãi, chở đồ đạc thoải mái luôn. Xe thì rất là cứng xe rồi. Đây, gầm các bác nhá. Lốp dự phòng này. Rất là đẹp luôn. Con này về thì các bác chỉ gọi là đổ xăng là đi thôi nhá. Xe thì rất đẹp rồi. 7 chỗ các bác về đi gia đình đông người, đi chơi, đi phượt cũng rất hợp lý. Hoặc là nhà bác nào mà muốn về chạy dịch vụ nhá thì rất hợp lý nhá. Đăng kiểm đến tháng 10/2024 luôn. Có xe 7 chỗ mà chỉ hơn 300 một chút. Bác nào thiện chí thì cứ qua với em Quỳnh Ô Tô Cũ Yên Bái các bác nhé.